Tuấn Anh này, anh có bao giờ nghe đến nghệ thuật đờn giọng cổ bằng miệng hay chưa? Đờn giọng cổ thì tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng mà đọc lạ như kiểu Quỳnh Loan nói thì tôi chưa nghe bao giờ. Bộ có loại hình đó sao? Có gì mà không thể, khả năng của con người là vô hạn mà. Chỉ cần có đam mê và sự quyết tâm thì không gì là không thể làm được. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của chương trình đến với Long An để tìm hiểu về một môn nghệ thuật có 102 này. Tìm đến nhà chú Trịnh Văn On, hay còn có tên gọi thân mật thầy đờn Bảy On, giữa buổi trưa đầy nắng. Bên chiếc radio quen thuộc, chú Bảy đang lẩm bẩm theo từng câu hát, điệu lý, kết hợp những động tác tay chân điêu luyện đã toát lên khí chất của một người có tình yêu đặc biệt với đờn ca tài tử. Mê ca hát từ khi còn trẻ nên cứ nghe, nhẩm rồi cố gắng đàn cho được một điệu lý, một câu giọng cổ hoàn thiện là cách để chú Bảy có thể đờn ca cổ bằng miệng sau gần 20 năm tập luyện, mặc dù chưa qua trường lớp đào tạo. Xuất phát từ đâu mà chú muốn là mình sẽ đờn ca cổ mà bằng miệng? Mới đầu chú cũng đi làm đi mần vậy đó. 20 mấy tuổi là chú đi bán hoặc đi mần hay là chú nghe rồi. Chú nghe là chú cũng từ từ, chứ mới đầu khải ví dụ đằng đằng. Rồi bắt đầu chú tập riết hoài luôn. Rồi tới lớn tới lần lần chắc cũng tập khoảng tập cũng lâu rồi, phá cũng mười mấy 20 năm chứ không ít, mười mấy năm. Chứ như ngày nào cũng nghe luyện là tập á. Chứ cái này là không có thầy nào dạy được hết. Ví dụ bản là giọng Kim Lan. Đó là chú nghe phải rành hết rồi. Thuộc rành hết rồi là mà rành nghe cái bản đó biết rồi. Hai nữa là chú phải mình phải nghe cái điệu là sao, đờn rồi ém đến thở chiền đầu hòa xề này chứ ha, đó là mình phải đờn không hả miệng ra, chỉ là ém lấy hơi lại rồi đờn khải cái lưỡi mình khải đi xuống đờn cái bản gì. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đã cho thấy những vất vả của người nghệ sĩ trong quá trình khổ luyện. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đó là những gì người nghệ sĩ đặc biệt như chú Bảy, vốn là nông dân chất phác, đã thành công khi thực hiện tài lẻ đờn miệng của bản thân. Chú Bảy ơi, thì tai nghe cũng không bằng mắt thấy thôi, thì giờ mình sẽ ra một cái góc nào đó sau giường, người chú sẽ đờn người hát để mà tụi con nghe hả chú? Buổi gặp gỡ thêm phần sinh động khi bầu không khí được thay đổi bởi chính tiếng đờn bằng miệng của chú Bảy. Sở trường là đệm giọng cổ nhịp 8-12 nên sự kết hợp đờn miệng của nhân vật chính cùng người anh thứ ba cũng mê tài tử không kém đã tạo nên điểm nhấn cho buổi văn nghệ. Phải chăng mưa buồn gì tình đời, mưa sầu gì lòng người, duyên kiếp bóng nhìn lâu. Ngoài giọng cổ, một số bài tủ như giọng Kim Lan, Đoạn Khúc Lam Giang, Nam Ai, Lý Cái Mơn, chú đều rành mạch. Đó cũng là yếu tố để người nghệ sĩ có tài năng quý chinh phục nhiều hơn những khán giả gần xa. Xen cái cho nó hòa tấu nó cũng thêm á, nếu mà một cái miệng chú không hòa tấu lâu nổi thì hả đang đàn nhạc thì không có ai bắt rồi đi chữ riêng là chú buông này bỏ không ai làm kia. Thì nói chung ban đầu thì nó đàn cũng mới cái tự phát của con người mình tự phát ra mà thì nó đâu có tròn được. Sau này bắt đầu mới nó rút kinh nghiệm là khi mà người ca đó có người ca người ta ca đó thì mới rút kinh nghiệm để đàn. Mình thấy cũng có một cái vinh hạnh là có đứa em nó làm được chuyện đó. Rồi cái thứ hai là nó nghèo thì nó đi bán vé số, rồi người ta cũng ái mộ ủng hộ nó. Có lẽ mỗi người đều có một đam mê để theo đuổi, nhưng với nghệ nhân Bảy On, chú đã chọn cho mình một ngón nghề độc lạ và đã thành công khi có đam mê và tính kiên trì. Với tài năng quý, đờn ca cổ bằng miệng, chú Bảy On như tạo điểm nhấn đối với loại hình đờn ca tài tử của tỉnh Long An và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
được. Lòng dân tình